Xin chào bạn, mình đang đứng ở Landmark 81 và bên cạnh mình là chiếc VinFast A2.0 Sedan. Đây là mẫu xe mình đánh giá cao nhất trong các giải sản phẩm mà VinFast giới thiệu thời gian gần đây, bao gồm các mẫu ô tô và cả xe máy điện. Đối với mình thì chiếc xe này là chiếc xe có giá trị cao nhất khi mà VinFast công bố cái giá bán hiện tại nó vào khoảng 880 triệu đồng bao gồm thuế VAT rồi. Thì mình rất là ấn tượng về thiết kế đối với chiếc A2.0 Sedan và mình nghĩ với những cái công nghệ mà nó đang sở hữu thì đây sẽ là một mẫu xe sedan hạng sang. Hạng sang nha, mình nhấn mạnh cái chữ hạng sang bởi vì Pininfarina, BMW đều là những cái thương hiệu đến từ châu Âu và họ rất là nổi tiếng. Bây giờ thì chúng ta sẽ xem nhanh phần ngoại thất thôi, thì nội thất vẫn chưa có xem được. Cho nên là chúng ta xem nhanh phần nội thất. Thì cái phần thiết kế ở bên đầu xe của chiếc sedan nó cũng có những đường nét tương đồng với chiếc SUV. Tuy nhiên thì vì cái kích thước ở phần đầu nó nhỏ hơn cho nên là những cái chi tiết chúng ta sẽ có cái cảm giác nó cân đối hơn. Chúng ta cũng có cái dải đèn LED ở trên này, tích hợp đèn báo rẽ và cái dải đèn LED kéo dài vào trong logo chữ V. Đèn pha được đặt xuống phía dưới, tương đồng với là chiếc SUV luôn. Chúng ta có đèn pha full LED, nghĩa là những trang bị rất cao cấp. Cái phần đầu xe với những cái phần cản và hốc hút gió được tạo hình hầm hố, tăng cái tính thể thao cho cái chiếc xe này. Và mình nhận ra những cái đường nét rất là quen thuộc và khiến mình liên tưởng đến những chiếc BMW 5 Series. Ở trên nắp capo chúng ta có một cái nắp capo rất là dài, mặc dù là động cơ i4 2.0 tăng áp thôi, nhưng mà cái nắp capo rất là dài. Bởi vì với những cái form xe ở phân khúc hạng sang cỡ trung thì cái chiều dài của nó lên đến gần 5m, cho nên là cái phần nắp capo thường sẽ rất là dài. Chúng ta nhìn bên hông sẽ thấy cái xe lớn lắm. Ở trên hông, ở trên cái phần nắp capo chúng ta có thêm những cái gờ nổi. Và cái tạo hình gờ nổi này cũng thực sự là ấn tượng. Có hai cái đường ở giữa và hai cái đường nhẹ nhàng hơn ở bên ngoài, gần cái mép của nắp capo. Về phần tạo hình logo VinFast thì mình nghĩ đây là một cái điểm thiết kế mà có lẽ là họ đã phải cân nhắc rất là nhiều để có thể tạo ra những cái nét đặc trưng cho chiếc xe, để tạo ra một cái đặc điểm nhận diện thương hiệu. Và đây là điều hoàn toàn cần thiết. Ví dụ như bây giờ sau một thời gian thì gần như là chúng ta đi ngoài đường có thể nhìn vào cái đầu xe là biết xe đó của hãng nào rồi. Thì tương lai những chiếc xe của VinFast cũng sẽ như vậy, chúng ta sẽ rất là dễ dàng nhận ra. Rồi, tiếp. Nhìn từ bên hông thì mình cảm giác cái phần thiết kế của chiếc lớp A2.0 nó đậm chất thể thao và nó vuốt mềm mại về phía sau. Và mình cũng có cảm giác đây là một chiếc 5 series, nó gần giống như vậy. Chúng ta có những cái đường G ở bên phần vai của chiếc xe này, phần shoulder này, và những cái đường vuốt ở phần mui xe hay là phần thân xe đều rất là quen thuộc và rất đẹp. Phiên bản màu xám ở đây cũng rất là sang. Bên dưới thì chúng ta sẽ có một cái phần ốp viền ngay bể bước chân ở phần lườn xe nè, chạy dọc từ hốc bánh trước đến hốc bánh sau. Các chi tiết đều rất là ổn, đặc biệt về mặt thiết kế và hoàn thiện, chiếc xe này được chăm chút rất là nhiều để mà có một cái xe đẹp. Bánh mâm trước thì như mình nói thì ở đây phiên bản trưng bày họ luôn luôn sử dụng những bánh mâm lớn hơn để tạo sự ấn tượng cho chiếc xe. Tuy nhiên ở cái phiên bản thương mại, chiếc lớp A2.0 này sẽ có hai tùy chọn bánh mâm, đó là bánh mâm 18 inch và 19 inch. Đều là những bánh mâm có kích thước lớn. 18 và 19 đều là những bánh mâm có kích thước phổ biến, và 19 inch là bánh mâm sẽ có cái mức giá rất là cao, cho nên là đó đều là những option rất là tốt. Bánh mâm này mai mốt mình nghĩ nó sẽ có thay đổi về thiết kế nữa, chứ không phải là sử dụng cái thiết kế này. Mình thường thì mình sẽ không thích những cái mảng đen bóng ở trên bánh mâm. Trong chúng ta có phanh đĩa cũng kích thước lớn, đẹp. Ở phần đuôi xe, cái mảng này chúng ta có thấy màu đen mờ, nó rất là thể thao này. Có nhiều người họ cũng muốn dán cái đèn lại cho nó thành màu đen mờ như thế này. Và chúng ta có cái dải đèn kéo dài từ hông đến vào trong logo của VinFast ngay giữa. Cái dải đèn này nó vuốt mềm phía dưới này, logo chữ V ở giữa. Cái phần đuôi ở đây nó có tạo hình có thêm một cái đường G lên, và chúng ta có thể gắn một cánh gió nhỏ nhỏ ở đây sẽ rất là đẹp. Cánh gió nếu mà chúng ta
thích thì có thể gắn cánh gió bằng sợi carbon chẳng hạn, chỉ cần nhẹ thôi thì nó sẽ làm cái đuôi trông thể thao hơn rất là nhiều. Phần đèn, cái phần đèn hậu thì ở phiên bản SUV các thanh dọc nó lồi ra ngoài, còn ở phiên bản sedan thì họ đặt ẩn vào trong. Cái đèn hậu kích thước cũng rất là mảnh và nối liền. Cái xu thế mà nối liền hai cái đèn hậu với nhau thì nó cũng đang rất là phổ biến và nhiều hãng làm như vậy. VinFast chỉ thay đổi một xíu tại vì cái logo chữ V nó ở đây. Thay vì hai đường này nối liền nhau phía trên thì nó sẽ nối nhau bên dưới để ôm lấy cái logo. Đây cũng là một cái điểm rất là hay về thiết kế. Và mình thực sự nghĩ là những cái kỹ sư thiết kế khi mà nhận trách nhiệm cái dự án này thì họ cũng đều làm việc rất là tốt. Cái chữ VinFast được dán rời cách nhau khoảng 5-6 cm. Tuy nhiên cái này mình nghĩ chi tiết này sẽ thay đổi khi mà phiên bản thương mại xuất hiện. Khi mà chúng ta đặt rời như thế này thì nó sẽ làm phân tâm cái tầm nhìn của chúng ta, nên là gần nhau một xíu thì nó sẽ dễ hơn. Cái đầu ống xả của phiên bản sedan đẹp hơn bản SUV bởi vì nó rộng hơn và ngang hơn. Cái phần cản này chúng ta có thể làm cho nó đẹp hơn được nè. Phiên bản trưng bày cho nên là có thể cái phần này nó chưa thực sự là ấn tượng, nhưng mà mình nghĩ hoàn toàn có thể thay đổi cho nó đẹp hơn. Với phiên bản VinFast Lux A2.0 sedan này thì chiều dài trục cơ sở của nó lên đến 2968mm, nghĩa là chạm cái mốc 3m rồi, cái ngưỡng đối với một chiếc sedan hạng sang cỡ trung. Thì đây là một cái không gian cực kỳ rộng rãi. Nếu mà chúng ta từng ngồi trên những chiếc xe Mercedes-Benz E-Class hay là BMW 5 Series thì sẽ biết là cái không gian của chiếc VinFast Lux A2.0 này sẽ tương đương đối với những chiếc xe hạng sang cỡ trung đến từ những thương hiệu của Đức. Về phần động cơ thì chiếc sedan này sẽ có hai tùy chọn động cơ khi mà bán ra, bao gồm một cái động cơ có công suất 174 mã lực và một động cơ là 228 mã lực. Nghĩa là tất cả đều là động cơ i4 2.0 tăng áp, nhưng mà họ tinh chỉnh lại cái công suất khác nhau cho từng phiên bản. Phiên bản cao cấp sẽ là 228 mã lực. Cả hai phiên bản đều dùng hộp số tự động 8 cấp của ZF và dẫn động cầu sau. Cái mình thích là cái dẫn động cầu sau. Nếu mà những người mà thích cầm lái thì sử dụng một chiếc xe sử dụng cầu sau, dẫn động cầu sau đều cho cảm giác lái rất là ấn tượng. Ok, bây giờ thì chiếc xe này đang được trưng bày ở Landmark 81 và họ đã mở bán. Cái giá bao gồm thuế VAT là khoảng 880 triệu đồng. Nếu mà ra giấy tờ thì nó khoảng sắp xỉ trên 1 tỷ đồng. Thì nếu mà các bạn so sánh giá với những chiếc xe ở phân khúc hạng D ở dòng xe phổ thông đến từ các thương hiệu Nhật Bản thì cái mức giá 1 tỷ đồng này là một mức giá rất là tốt nếu mà chúng ta có cơ hội để mua và sở hữu một chiếc xe mặc dù là thương hiệu Việt nhưng mà nó sử dụng rất là nhiều công nghệ đến từ các nước của châu Âu. Ok, cảm ơn các bạn.